Dạ con xin phép chào cô. Em chào hai chị gái. Dạ rồi thì hôm nay cô về đây cô báo tin vui cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải cũng như tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đúng không ạ? Cô có thể giới thiệu lại một chút về bản thân, cô tên là gì? Tôi là Trịnh Thị Kim Liên, là mẹ của Nhật Tân này, mà con tôi nó đi lạc 6 ngày nay rồi, thì bây giờ tôi đã tìm được con tôi rồi. Bây giờ tôi cảm ơn các trên các cô các chú và các hội đồng mạng đó, tôi đã tìm con được rồi, thì xin các chị cũng chúc mừng cho gia đình nhà tôi. Tôi cảm ơn. Cách đây ít ngày trước cô về đây cùng với chị gái, thật sự hôm đấy thì con chứng kiến cái cảnh mà cả hai mẹ con ôm nhau khóc khóc nức nở, vì lo cho cô thì lo cho con gái út, còn chị gái thì lo cho em út ha. Và đặc biệt rằng là trong câu chuyện gia đình nhà mình là chỉ còn ba người phụ nữ, đúng không ạ? Cái cảnh đấy thật sự rất nghẹn ngào. Thì cái cảm giác cảm xúc của cô hiện tại là cô vui không? Dạ rất vui. Vui chưa cô? Dạ vui rồi. Mấy ngày trời vừa rồi là cô đi tìm khắp nơi rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà không có tin tức. Dạ. Gia đình nhà mình cũng làm hết cách rồi. Dạ. Nào là đăng lên mạng xã hội, nào là photo để mà mình dán ở ngoài đường, cũng như là nhờ rất nhiều cô chú anh chị khác đi tìm kiếm. Dạ. Nhưng mà rất may mắn là tới giờ phút cuối thì con nhà mình cũng về ha. Dạ. Cô có thể chia sẻ lại cái sự việc con nhà mình về như thế nào? Thì tôi có cái chú xe ôm, chú điện, thì chú bảo này cháu gặp con nhà cô. Thì tôi bảo này chú gặp con nhà tôi ở đâu? Chú bảo này ở Nhân Trạch. Thì con nhà cô thì nó cứ đi bộ, nó không chịu lên xe chú đưa về. Thì tôi cũng bảo này thôi chú cứ giữ hộ con cho tôi. Thế mà tôi ra tôi tìm thấy chính xác là con tôi, thì tôi hậu tạ cho chú. Dạ. Xong rồi chú bảo được rồi, con nhà cô thì nó không đi, cháu đi bộ vậy, chú cứ đi bộ theo em ấy đi. Hễ mà em đi tới đâu thì chú đi tới đây. Vậy là về sau để em nó vào, con tôi nó vào cái quán nước dừa nó uống này, chú ngồi bên. Thì cái điện tới điện lui vậy, xong rồi lên tới nơi tôi gặp thấy con tôi mừng lắm. Thì ngồi nói chuyện một lúc thì chị nó với chú nó các cô nó lên tới nơi, đi hai xe chú ạ. Dạ. Tôi thì ở từ Thánh Tâm, tôi khấn hận để ông Thánh Mắt Tin tôi ra, thì họ báo cái chú xe ôm chú báo là tôi đi luôn, tôi bao taxi tôi đi luôn. Còn điện về cho chị nó thì chị nó lại báo cho các cô các chú nó là đi xe ở nhà đi, là đi hai xe lên gặp con. Thì tôi cũng mừng rỡ lắm. Thì bây giờ chỉ nhà có ba mẹ con, thì dù con tôi có chết thì tôi về tôi làm ma thì nó không sao chú ạ. Bây giờ nó đi như vậy thì tôi rất là đau khổ. Thì thôi con tôi về thì tôi cũng mừng lắm. Thì thôi cảm ơn các cô các chú các anh chị ở hội đồng mạng cũng chia sẻ và chúc mừng cho gia đình nhà tôi. Thì tôi rất cảm ơn. Hôm đấy cô vui không? Cô có tin đó là sự thật không? Tin chứ, lên nhìn thấy con và nó đen, những con này bao công này chú cho nó đen. Mà chị là bình thường lúc ở nhà chưa đi là có đen vậy không? Không đen về. Trắng đâu. Lắm hả? Không trắng, nhưng mà đã cắn da ngâm ngâm, không nỗi là đen quá như vậy chú. Tôi hỏi chú 6 ngày mà nắng nôi như vậy, cứ đi như vậy thì tay trần với mặt vậy thì sao mà không đen được? Vừa nắng mà vừa mưa, thường cứ chiều về là mưa. Đấy, mưa đêm mưa thì nếu mà con chưa về cái đêm mà mưa một hai trận thì không cắt nào tôi dám mắt được. Tôi rất là đau khổ. Cứ suy nghĩ ha. Vâng, cái chị nằm bên ngủ mà tôi cứ bị đắp chăn thì tôi khóc không biết con tôi giờ này ở đâu. Mỗi lần mà đến giờ mà ăn cơm trưa thì nhà chỉ có trưa thì có hai mẹ con mới ăn, thì còn nó thì nó ít ăn trưa lắm, nó chỉ ăn bữa sáng nó mua riêng nó ăn, thì hai mẹ con thì tôi phải nhét nước mắt vào trong tim tôi để tôi ăn, tôi nuốt để miếng cơm để cho con chị nó đi chợ về nó ăn. Không có mẹ mà khóc thì con không cắt nào mà nuốt được. Tôi rất là đau khổ lắm. Thì thôi con tôi nó về thì tôi cũng rất là vui mừng mà sung sướng. Thì cảm ơn các anh, các cô, chú. Xin chia mừng cho gia đình nhà tôi. Rất cảm ơn. Dạ, con xin phép được chuyện trò với chị gái ha. Rồi chào chị. Chị có thể giới thiệu lại chị tên gì? À, tôi tên là Nguyễn Thị Nhật Linh. Em gái của tôi đây tìm thấy là Nguyễn Thị Nhật Tân. Chị bây giờ cảm giác hiện tại như nào? Rất là vui. Vui không? Vui chứ, tìm có anh em thì phải vui chứ. Mình mấy bữa nay mình còn đi bắn rau không? Cũng bán một tí xong lại bỏ hàng, nó bỏ hàng về để lại đi tìm cùng với anh em với mọi người với hàng xóm đi tìm. Em được biết là chị bán rau, nhưng mà đôi khi chị thấy những người già và đặc biệt những người khó khăn đó là mình cho luôn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay mình tìm thấy em rồi về mình bán rau như vậy nữa, hôm nay mình có khi nào mình cho hết không? Cho hết thì không ai đến xin như vậy đâu, nhưng mà đại gái là mình vui, người ta cũng mừng cho mình. Nói chung là khi mình biết mình cũng đăng lên Facebook là cảm ơn tất cả mọi người là mình đã tìm thấy em rồi, thì người ta bảo là không phải người nhà nhưng mà vui lắm, chúc mừng gia đình chị. Vui, chúc đúng mừng rồi. Hết. Thật sự cái câu chuyện của chị khi mà đăng lên thì rất nhiều cô chú anh chị rất thương gia đình. Thương ở đây là nhà lại có ba mẹ con, đặc biệt là toàn phụ nữ không. Mà trong khi đó thì chị á, người ta thương chị rất nhiều.
Bởi vì biết được cái câu chuyện của chị là chị không lấy chồng, vì chị lo cho má cũng như là cho em á. Nhưng mà lần này em về rồi thì mình có thể suy nghĩ lại được không? Chả suy nghĩ gì hết. Vẫn giữ quyết định như vậy hả? Là vẫn không lấy chồng. Vẫn không khát khao sống độc thân. Vậy là em chị về như vậy á, là lúc đó là chị lên đón luôn hả? Vâng, mình lên đón là mình đưa tiền cho người ta, hậu tạ người ta. Lúc này em nghe chị nói là đúng với cái ngày giỗ của ba đúng không? Đúng với ngày hôm đấy là ngày giỗ một bố là 7 năm. Thì mẹ với lại chị với lại ấy thì có bảo với bố là sống khôn thoát thiên thì đưa em về. Chứ giờ tìm cũng đã kiệt sức, vì thực sự là ngày hôm đấy là sau cứ đi bán hàng khoảng 8-9 giờ về là tìm, có khi tìm đến 9-10 giờ đêm. Bao vây cái thành phố Long Khánh là cào đất, cái đất Cẩm Mỹ với lại cái đường Bà Rịa là cào đất của người ta lên để mà tìm em mà không tìm thấy, là về nhà là ngày hôm đấy là rất là mệt mỏi và quyết định hôm đấy là không đi tìm. Nhưng mà lúc mà mẹ bảo là có người nhìn thấy em rồi thì lúc đấy tự nhiên nó khỏe lại là gọi điện cho các cô các chú thì đi ra đón. Vậy là ngay ngày giỗ luôn. Ngay ngày giỗ 7 năm. Lúc đấy là buổi chiều hay buổi sáng hay buổi trưa? Buổi gần trưa, 9 giờ rưỡi. Vậy mình lúc đó mình cúng chưa? Không, nhà em đạo Thiên Chúa không cúng à. Gia mộ để đọc kinh. À vậy hả? Gia mộ đọc kinh này. Thì sáng trước khi ra ngoài mộ thì tôi cũng bảo lên bàn thờ thì ba mới tự bảo này này. Ông cứ ngồi trên bàn thờ, ông cười với ông sung sướng quá, ông tìm con về cho tôi đi. Con nó đi 5-6 ngày nay nó cũng về thì ông có sống khôn thoát thiên ông đưa nó về, chứ nay giữa ông 7 năm đấy. Ông sung sướng quá, còn tôi vất vả quá, ông đưa con tôi về cho tôi. Thì tôi bảo với này con lớn mà này cho mọi ngày này mỗi năm là cứ 8 giờ vào mộ ba nó đọc kinh các cái, thì tôi bảo thôi năm nay vào 7 rưỡi đi. Xong mà con chở má ra đường tôi lên ông đền thăm mắt tin ở Thánh Tâm ấy. Thì tôi khấn xong thì vừa ra tới cổng nhà thờ thì có người gọi điện là bảo cô ơi lên nhận con cô về. Bảo con tuổi đâu, nó bảo này cháu, bảo chú là người ở đâu, chú bảo này cháu chạy xe ôm cô ạ. Thì 100% là con cô, bảo sao chú biết con tôi mà cháu có tấm hình của con cô. Thì cô lên cô nhận đi, tôi bảo vậy chú cứ giữ con tôi lại thì tôi lên tôi hậu tạ cho chú. Rất là hậu hĩnh, chú đừng có sợ thì ít tôi keo kẹt làm sao, chú cứ em mới đi bộ thì chú cứ đi bộ đi. Bảo người ta thì chịu lên xe trở về tới nhà cô, nhưng mà con thì cô là không chịu. Thì bé này cứ đi bộ về, chú cứ đi bộ theo về sau, nó ghé vào cái quán nước mía bên nó kêu chai rượu uống thì chú ngồi bên. Thì đi cái đường nhanh chặt ấy, nó kẹt xe lắm, nó lâu mình không chưa nhìn thấy con thì chưa yên tâm. Lúc nhìn bên này đường nhìn thấy con đang ngồi quán thì mừng lắm. Thì hôm đấy là mình hộ tạ nhiều không cho người ta cô? 5 triệu đây. 5 triệu ha. Vâng. Người ta cũng vui mà gia đình nhà mình càng vâng, vui hơn ha. Cái là chung quy chú để chú làm chạy xe ôm thì cho 5 triệu thì chú rất mừng mà mình còn mừng hơn. Mình thấy con mình 5 triệu thì hay 5-10 triệu thì cũng quan trọng mà mình phải làm ra tiền chú ạ. Bây giờ mất con là mất luôn. Ví dụ con mình nó chết ấy, thì mình làm ma làm mấy thì mình yên tâm rồi chú ạ. Còn bây giờ không thấy con thì người mẹ rất là đau khổ mà không có tâm trí nào mà làm ăn. Nắng thì cũng lo mà mưa cũng lo mà tối con mình nó ngủ đâu, ăn ở đâu, nó đau khổ nó như vậy chú ạ. Mà nó giá nó khôn như người ta thì mình không lo, thì nó khôn nó không đi. Đúng rồi cô. Nó khôn mà nó không mật tật thì nó đã không đi. Thì thôi bây giờ cũng mẹ con tôi lên đây để cảm ơn các cô các chú và hội đồng mạng này thôi, cũng mừng cho gia đình nhà tôi. Thì tôi tinh thần cảm ơn. Cảm ơn các chú nữa. Chị gái là theo như chị này, chị là bên đạo Thiên Chúa đúng không ạ? Chị có tin vào tâm linh không? Rất tin đúng không ạ? Bởi vì là như câu chuyện của chị cũng như là của mẹ của chị chia sẻ là đúng ngày giỗ của bố đúng không ạ? Mình ra mình xin bố là chỉ đường chỉ lối cho con về, mà đúng ngày hôm đấy nha. Là mình tin hay là trùng hợp? Theo như chị là tin hay là trùng hợp? Tôi tin chứ. Chị tin vào tâm linh? Tôi tin vào tâm linh. Tôi tin vì gia đình tôi là cũng đi khấn khứa các kiểu rồi, xin tất cả các ông thánh rồi với lại xin Chúa xin Đức Mẹ nữa. Tại tôi tin vào chuyện tâm linh. Thường tôi... thường á em được biết á là đạo Công giáo là không tin vào tâm linh đâu, đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà gia đình nhà mình lại khác ha. Chị dựa vào đâu để chị tin vào tâm linh? Thì mình đã nhìn người ta có cho mình nhìn thấy người họ rồi. À thấy rồi hả? Nhưng là... mà thấy ma thấy quỷ thì mình cũng đã thấy ma rồi, quỷ chưa thấy. Ủa thấy ma luôn rồi hả? Thấy là mình trong giấc mơ hả? Không, người ta hiện ra trước mặt mình chứ. Ôi trời đất ơi, thật luôn hả? Thật. Thì mình nhìn thấy trong lúc mình nhà mình xây nhà thì mình đi ở nhờ thế. Cô của mình cũng đã nhìn thấy. Ôi rồi. Người ta còn cào nữa cơ. Là có ma thật hả? Có ma.
Không mà ai tin thì tin, không tin thì thôi. Thì mình cũng đi bán hàng thì mình cũng bảo vậy. Người ta bảo thời buổi này làm gì mà có ma. Là này chị ơi, khi nào mà trong gia đình của chị hoặc là người thân của chị gặp thì chị sẽ tin. Còn bây giờ em nói là không ai tin hết. Thì chị cứ gặp đi, cầu ước một lần một cái vong nào đấy họ hiện ra trước chị, họ cho họ nhìn thấy là chị sẽ phải tin thôi. Còn trên đời này mình đã có thần, có Chúa, có Phật thì nhất định phải có ma, có quỷ. Thì mới có những cái người đấy thì họ mới, họ có vong, có ma thì Chúa với Phật, Phật mới có chứ. Dạ. Thì Chúa cũng đã tiêu diệt ma quỷ thì cũng bên đạo, bên Phật của các anh thì cũng có ma, có quỷ thì Phật trừng trị được họ, đúng không? Gọi là mỗi đạo nào thì đều có một cái hướng, một cái tâm linh riêng. Đạo nào cũng và hướng về cái điều tốt đẹp cả. Dạ. Chị là hôm bữa đó mình lên gặp được em là mình có ôm em mình khóc không? Dạ, cũng thưa ôm, cũng vỗ vai này các kiểu chứ. Con đấm đấm sao em bỏ chị đi không? Không. Không hả? Cái chung quy là khóc hết trong mắt để chú ạ. Lúc đây cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Bao nhiêu ngày trời nhỉ? Gia đình nhà mình đi tìm 5-6 ngày mà như họ mấy tháng họ lên đây mà hai mẹ con khóc thật sự nhìn xót xa. Rồi bây giờ con xin phép là được chuyện trò với lại nhân vật chính nhà mình nhá. Rồi chào chị gái. Chào. Chị gái có thể giới thiệu chị tên gì? Em là Nguyễn Thị Nhật Tân. Chị Tân ha. Chị Tân là năm nay nhiêu tuổi rồi ta? Em 35 tuổi. 35 ha. Chị Tân cho em hỏi này, sao hôm đó mình bỏ đi vậy? Em có nhớ em lạc đường ấy, em đi khoảng mấy dặm ấy, nghỉ mấy chặng. Là mình quên luôn hả? Quên đường về nhà. Chị Tân còn chiếc xe máy này đâu rồi? Hôm bữa mình đi mình mang xe máy đi mà. Xe máy nó không làm được gì nữa, đành để vậy. Vứt rồi hả? Để ở ngoài. Ở ngoài đường hả? Không, để ở ngoài hè nhà. Ở nhà mình ấy hả? Không, nhà họ. Chứ là mất tiêu luôn rồi hả? Hết xăng lại không dắt nổi ấy. Trời đất ơi, chứ là hết xăng rồi vứt xe máy luôn. Rồi bữa giờ là chị Tân ăn gì? Bữa giờ mình có ăn gì không? Có gì em ăn đấy. Mình xin hả? Mình xin hay sao? Họ cho con hay là con đi xin người ta? Chú đang hỏi đây. Họ cho hoặc là con xin. Mình có nhớ mẹ nhớ chị không? Nhớ mẹ nhớ chị thì cũng chưa được về. Sao vậy? Là mình không nhớ đường về hay là sao? Chị đi vậy là chị có nhớ nhà không? Nhớ nhà thì cũng chưa được về. Sao lại chưa được về? Ai không cho con về? Ai không cho chị về? Đang đi trên đường sao về? À, đang đi trên đường ha. Không nhớ đường mà không nhớ một địa chỉ nhà mà có thì bảo xe ta trở về nhưng mà không biết đường nói. Vậy là chị bị như vậy là lâu rồi hả? Bây giờ gia đình nhà mình phải cho uống thuốc đi bệnh viện thôi, thật sự là như vậy. Chị Tân nè, nghe lời em nhá. Về chị nghe lời mẹ với nghe lời chị hai. Mình đi bệnh viện đi, được không? Để mình lấy thuốc mình uống cho mình khỏe mạnh á. Cho mình hết bệnh á. Nhá. Uống thuốc nhá. Chú đang bảo uống thuốc kìa con. Đi bệnh viện khám bệnh rồi uống thuốc. Nhá. Được không? Hứa với chú đi. Hứa đi, chị hứa đi. Hứa đi. Hứa. Uống thuốc. Đi bệnh viện để uống thuốc. Với chú là bình phục. Bình phục ha. Uống thuốc với bình phục là con ạ. Không uống thuốc là không cách nào bình phục được. Phải là mình không có bỏ nhà đi nữa được không? Nhá. Không bỏ mẹ, không bỏ chị đi nữa. Mẹ với chị khóc hoài à. Có thương mẹ không? Chị thương mẹ không? Chị có thương mẹ không? Chú đang hỏi con có thương má không kìa. Chị có thương má không? Thương mẹ thì thương mẹ ấy về chứ sao không sao. Có thương chị hai không? Thương chị hai này cái gì dắt đi về chứ. Vậy là mình đừng có bỏ đi được không? Nhá, hứa được không? Được không? À. Về nhà bây giờ như này, về nhà nghe lời mẹ với nghe lời chị hai đi. Đi bệnh viện khám xong lấy thuốc về mình uống nhá. Mình uống thuốc cho mình khỏe. Được không? Hứa okay. Hứa nhá. Đừng đi nữa. Thôi cái xe mất rồi thì thôi mình bỏ luôn đi nhá. Mình đừng có đi ra đường mà mình đi xe máy như vậy nguy hiểm lắm. Chị bị vậy là theo như con nghĩ như này. Chị bị vậy là cũng nặng đấy. Nên gia đình nhà mình phải có cách có hướng thì thật đấy. Vâng.
nó mới bị vậy nặng nặng từ chắc từ hôm đi vậy thôi chứ còn vẫn đúng không? Bình thường. Hôm đi đâu có ai chăm sóc đâu, người đen thùi lùi vậy đó. Thì đi ngoài nắng 6 ngày trời vậy thì nắng chang chang vậy. Nắng... Nhưng mà là quần áo này là về nhà mình thay rồi sạch sẽ rồi đúng không? Tắm rửa rồi sạch sẽ. Lúc đi lúc tìm được là quần áo có ấy không? Những có xề xòa bẩn bẩn không? Không bẩn thỉu không đầu óc y như vậy. À vậy hả? Ngon lành vậy chứ. Ừ. Mà 6 ngày trời không tắm không rửa nhưng mà không hôi hám gì, chẳng hiểu nổi. Chị cũng đâu nhớ chị đi đâu đâu. Nhớ. Xe vứt ở đâu, nhà nào đâu còn đâu không nhớ. Không nhớ, nếu mà nhớ được thì đã khỏi, đã không đi. Khổ thật đấy chứ. Thương thật đấy, thật sự con nhìn con rất thương. Thôi nhà mình cố gắng cô ạ. Vâng. Nhà còn ba người phụ nữ thôi, cố gắng, đặc biệt là lo cho chị. Vâng. Thuốc men á, trước giờ đâu uống thuốc men đâu hả? Nó có uống đâu, nó chịu uống đâu, nó bảo đi khám bệnh, nó cứ bảo nó không có bệnh gì, nó cứ chịu đi đâu. Không, chị gái này phải cố gắng, phải động viên em nó này. Cái này mà mình không để lâu dài như vậy được đâu. Để lâu dài như vậy nó sẽ dẫn tới cái tình trạng nó càng ngày càng nặng hơn đấy. Vâng. Bởi vì là bữa nghe cô với lại chị kể thì con chưa hình dung ra được mấy. Con chỉ hình dung nó bảo là vẫn nhận biết được, là con hình dung nó mức bình thường thôi. Nhưng hôm nay con gặp thực tế rồi, khác hoàn toàn. Mà từ hôm em mới đi về đến giờ người nó thấy lạ lạ vậy chứ còn mọi lạ thứ. Không? Lạ hơn buổi trước hả? Buổi trước. Nặng hơn đúng không? Còn trước rồi về thì không phải nặng. Chị, ở nhà chị... vẫn bán hàng tạp hóa bình thường, vẫn nhập hàng bán bình thường. Biết tính tiền không bán... cô? Biết. Ngày nào cũng bán lên mạng, xài điện thoại, iPhone nó cái cũng có xài ớ ẩn. À, xài iPhone luôn hả? Chị Tân xài iPhone mấy? 6S. Hả? iPhone 6S. 6S hả? Mình biết tính tiền không? Bán hàng vẫn tính hết mà. À, bán hàng tạp hóa hả? Có bao giờ mình tính mình không lấy tiền, mình bán hàng mà mình không lấy tiền của khách không? Còn lâu. Vậy là cái đó mình biết hả? Bán hàng hẳn hoi vẫn nhập hàng bình thường. Biết đây, ở nhà lâu lâu cứ hét lên vậy thi thoảng. Chị Tân là thích ăn món gì nhất? Em ăn gì cũng được, dễ nuôi. Dạ, dễ nuôi ha. Chị thích uống nước gì, trà sữa hả? Trà sữa thì nhất luôn. Trà sữa phải không? Không, chị uống trà sữa. Chị hồn nhiên chị dễ thương ghê á. Nhìn đứa còn nít mà có biết gì đâu. Cười hồn nhiên ha. Chị với lại mẹ là chị thương ai nhất? Thương ai? Thương ai nhất? Mẹ thì mẹ thương, vẫn thương hơn. Thương mẹ hơn đúng không? Thương mẹ nhất xong đến chị hai ha. Bây giờ như này, bây giờ mình về nhà rồi, nhà còn có ba người à. Mà ba người phụ nữ à. Chị phải thương má với thương chị hai đi nha. Mình ở nhà. Mình ở nhà mình ngoan được không? Để cho chị hai đi bán rau kiếm tiền, má cũng phải đi buôn bán nữa. Cô vẫn bán đúng không? Vẫn bán. Cô bán rau hả? Bán hành ngò bỏ mỗi chiều tối cho người ta. Dạ. Nha, mình về mình ngoan được không? Hứa với chú thì con cả. Hứa là không bỏ đi nữa. Hứa đi. Ngoan thì vẫn ngoan. Ngoan thì vẫn ngoan. Chị hồn nhiên ha. Bây giờ là mình hứa nè. Hứa là mình không bỏ đi nữa nè. Hứa nhá. Dạ. Chắc ăn không? Chắc ăn. Rồi mình hứa sao mình nói nè. Đúng rồi, đặc biệt là phải đi khám bệnh, phải đến bệnh viện khám bệnh và đặc biệt phải uống thuốc. Uống thuốc để cho mình khỏe, mình khỏi nhá. Nhá. Năn nỉ á. Em năn nỉ chị được không? Chị đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý là phải làm nhá, nói lời là phải giữ lời nhá. Chắc ăn á. Thật sự đây là câu chuyện nhà mình mà buồn vui lẫn lộn cô ha. Nhưng mà tới giờ phút này thì con gái nhà mình về rồi. Thì con thay mặt đội hiệp sĩ của Thanh Hải là con chúc mừng gia đình. Và con xin chia sẻ cái niềm vui này lên cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết, là con xin phép được đăng video này lên khắp các trang mạng xã hội. Thứ nhất là chia vui cùng với gia đình nhà mình. Thứ hai là báo tin cho tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là con gái đã về. Và không đi tìm kiếm con gái nhà mình nữa nhá. Thì cô cũng như hai chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để báo cái tin vui này không ạ? Cô đồng ý không? Đồng ý ạ, đồng ý. Chị Tân đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ. Chị Tân không, chị dễ thương mà. Dạ thôi. Nó không vậy, nó đẹp lắm. Dạ. Nó không xấu vậy đâu. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện buồn vui lẫn lộn và rất nhiều cảm xúc. Thì em không biết nói gì hơn. Em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt gia đình của cô cũng như hai chị gái, gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi cũng như là giúp đỡ gia đình. Em không biết nói gì hơn, thì luôn luôn ghi nhận sự đóng góp của tất cả các cô chú anh chị.
đã giúp đỡ gia đình cũng như là chúng ta góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để ngày một tạo nên cái chương trình tìm kiếm người thân ngày một càng thành công và tốt đẹp hơn. Em không biết nói gì hơn thì em xin cảm ơn và cảm ơn rất là nhiều. Rồi cuối video thì con chúc cho gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe cô nhá. Dạ. Mua may bán đắt, đặc biệt là cái sức khỏe ha. Và cái điều vi diệu con tin rằng là có phép màu sẽ xảy ra với lại chị Tân. Chị Tân sẽ trở lại là một người bình thường như bao người khác. Sẽ không còn cái chuyện mà bệnh tật hoặc là những cái chuyện khác nữa nhá. Gia đình nhà mình nhá. Dạ. Xin phép chào gia đình nhà mình. Cảm ơn chú. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.